Được, kể cả công ăn chuyện làm. Có thể là làm trong trường cũng được, cũng có thể về nhà mình mở cơ sở tư nhân cũng được. Trời, còn không thì em tiếp anh cũng được. Em không có biết chích gà, chích vịt đâu anh. Dạ không, em chỉ cần là chăm sóc mấy con chó đẹp đẹp là được rồi. Cạo lông, ổ lộn, tỉa lông với là móng. Là từ chăm sóc trẻ quay qua chăm sóc chó rồi. Dạ, mấy bé cũng dễ thương lắm chị. Ta đang cô giáo mầm non chuyển qua chăm sóc chó, cạo lông chó. Không không, cái tỉa lông, tỉa lông. Tỉa lông chó hả? Dạ. Nhưng mà mình về mình làm bà chủ. Nó không, khác. Tôi không thích, bây giờ tôi thích dạy con nít à, tôi thích chăm con nít à. Sao bé? Dạ, em gõ đầu trẻ chắc dễ hơn gõ đầu chó anh. Không, mấy bé nó dễ thương lắm em ơi. Em nhận thử đi. Nói chung là một bên có tình yêu với chó, một bên có tình yêu với trẻ con. Đúng. Nói chung là chuyện ai nấy làm đi. Dạ, chắc em đi dạy buổi sáng rồi buổi tối em chăm sóc chó cũng được. À, cũng được à.